Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em cách mở cái khóa bảng ẩn. Khóa bảng ẩn nha, nằm ở kế dốc vô vọng và cảnh sát trang. Để ngày mai mẹ đổi một con qua con Amber. Chạy lên đây nha, chạy lên. Tôi qua ở đây sẽ xuất hiện một con quỷ. Ngay chỗ này mấy ông leo lên cái cây này cũng được. Leo lên cây cỡ này là bóc ít ra, bay ra lụm. Bây giờ mấy ông chỉ cần chuyển qua ma thầy nham là được. Bất cứ con nào thầy nham cũng được nha. Thế là xong rồi đó. Tôi đã hướng dẫn mấy ông mở khóa phó bản ẩn mật cung vô vọng ở dốc vô vọng.